Nhưng mà nói với mình post ở trên fanpage á, thì thật là mình cảm thấy là mình buồn chứ không có tiếc. Một năm là có chửi không? Thực ra mình thấy là trong tất cả trận đấu thì cái gì chửi thì chúng ta cũng đã chửi gần hết rồi. Những cái gì yếu kém của Gam thì chắc là mọi người cũng chửi hết rồi, đúng không? Như mình nói đó, tiếc thì là trong những tình huống mà kiểu như chúng ta có khả năng, chúng ta gần được tới đó mà chúng ta không làm được thì tiếc. Mà kiểu như mình cảm thấy là Gam đánh tới cái kết quả một năm là hết sức thật sự, cho nên là mình cũng không... Các bạn làm sao mà các bạn, nếu mà đã làm hết sức rồi nhưng mà nó không được thì kiểu biết chửi chửi thì sao? Hồi nãy mình có nói chuyện với một mình nói chuyện với thằng Khoa là hồi đó làm cũng làm bên VTV, bên đạo diễn này là các thứ, làm content production các thứ, thì nó có nói cái ý này mình cũng thấy đồng ý. Đầu tiên là mình nói với nó là cái kịch bản của Gam đi VSET đợt này rất là giống với những cái trận đấu trước, những cái giải đấu trước của VSET khi ra chung kết thế giới. Nó là cái kiểu mà thường hay là thắng những cái trận cuối cuối á, xong rồi thắng những cái trận những thằng được đánh giá cao xíu, kiểu như là như tụi Buffalo hay thắng Yichu nè, rồi vừa rồi thắng được top, thì nó khiến cho cái góc nhìn của mọi người về cái giải đấu đó nó bị đẩy theo hướng tích cực hơn so với lẽ ra nó như vậy. Các bạn hiểu ý mình không? Nó khiến ok, chúng ta kết thúc một niềm vui, đó vẫn là một cái điều tốt. Mình như các bạn thấy là khi mà mình làm trận đó mình cũng rất là mừng khi mà Gam thắng, cái cảm xúc lúc đó là bình thường. Vui thì tất nhiên là vui, vui thì vẫn vui, nhưng mà cái việc mà cái kịch bản đi theo kiểu như vậy là chuối nhủi xuống, hiểu không? Xong rồi lên được một cái khúc cuối, nó làm cho cái nhìn nhận của mọi người về cái kết quả đó nó bị đẩy theo hướng hơi tích cực quá một tí. Các bạn hiểu ý mình không? Là nó lẽ ra nó sẽ phải bị nhìn nhận một cách nó sẽ phải nhìn nhận ở một cái góc độ khác. Còn cái kiểu như là như những gì mà VSET hay làm trong các giải đấu quốc tế gần đây, khi bắt đầu hết hy vọng rồi xong hay có mấy cái gạt giò, thì nó khiến mọi người vui, nhưng mà vui xong mọi người quên những cái vấn đề cần phải giải quyết sau cái giải đấu đó. Ý mình là như vậy, cho nên là sau mình hồi sáng mình cũng có bóp cái câu chuyện là mình cảm thấy là dù vui thì vui nhưng mà mình cảm giác là buồn nhiều hơn, tại vì nó vẫn thể hiện được là sau 2 năm thì thật ra ok, chúng ta không tiến nhưng mà chúng ta không lùi, nhưng mà chúng ta không tiến, chúng ta ở nguyên chỗ đó. Và khoảng cách giữa chúng ta so với các khu vực khác thì nó cũng, mình cũng không biết gọi là ngắn hơn hay là như thế nào. Mình vẫn giữ nguyên ý kiến nha, đây vẫn là bảng dễ nhất trong số 4 bảng. Mình vẫn giữ nguyên ý kiến đây là bảng dễ nhất trong tổng số 4 bảng. Mình không thay đổi ý kiến đâu. Mình thật sự mình không thay đổi ý kiến. Để mình nói trước nha, ok, bây giờ nếu như các bạn nào mà khi mình nói ra cái này, nhiều khi các bạn lại bảo là mình cây cú tiếp Man Rock, nhưng ngay cả khi là bỏ qua cái câu chuyện đánh của nó, cái trận cuối đó, nó không phải là thằng mạnh hơn thằng top, đúng không? Mình nói thẳng luôn, ok, nó là đội vào top 8, mình không phủ nhận nữa. Nó có xứng đáng không? Nó xứng đáng. Câu chữ nha, câu chữ rất rõ ràng nha, nó có xứng đáng không? Nó xứng đáng, nó vào là nó xứng đáng, nhưng nó không mạnh hơn thằng top. Mình nói phải thẳng luôn, góc nhìn của mình, cá nhân của mình là như vậy. Có những tình huống, thật sự có những tình huống là nó thành ra như vậy. Cho nên là mình vẫn nghĩ là cái bảng này thật ra là một bảng đó. Tiếp tục câu chuyện, mình nghĩ cái bảng này không phải là bảng nặng nhất, thật sự là như vậy. Nhưng mà Gam vẫn là một năm thì... Và cái chuyện là bốn hàng bốn trung này nó sẽ không thay đổi. Cái chuyện bốn hàng bốn trung này nó sẽ không thay đổi. Lúc nào nó cũng sẽ là như vậy, cho nên là cái... Trừ khi nào mà đổi thể thức thì... mình không biết là tới khi nào. Và Gam này là mạnh nhất của VSET rồi còn gì nữa. Gam này là mạnh nhất rồi còn gì. Cho nên là không biết là tới năm sau như nào đây. Mình thề các bạn luôn nè, sau lượt đi nha, chỉnh sửa lần cuối cách đây 5 ngày, sau lượt đi mình ghi cái sườn này, mình tính làm một cái kịch bản video. Mấy thằng LEC có gì đâu mạnh. Đây nè, mình có sai chữ nào không? Các bạn đọc đi, sai chữ nào không? Va tích 3 trận lượt đi đánh Asia, lượt về không Asia, bú G2, bú nguyên đội, rốt không có Mao Cai, không có On, bú sai chữ nào đâu nè. À, lại bảo mà mình mất cậu lại nói là mình điêu. Không, thật ra cái này mình chỉ đang muốn nói một câu chuyện là cái với cái thể thức hiện tại thì rất là khó để cho VSET có thể vượt qua được vòng bảng, khó quá. Còn ok, bây giờ nếu mà các bạn, mình sẽ tự đưa ra nhận xét của mình là những vấn đề mà kiểu như rất là dễ thấy của Gam qua cái những cái yếu kém của Gam đi, nói để mất công mà mọi người lại bảo là không nhìn nhận yếu kém của khu vực của mình. Thực ra mình nghĩ là yếu kém thì ai cũng có thể nhận ra. Bây giờ tâm lý có phải là khả năng không? Đúng, tâm lý là một khả năng nha.
không thể nào nói là do tâm lý để một lý giải cho thất bại, để làm giảm cái thất bại đó. Tâm lý yếu nó là một, nó nằm trong một cái đánh giá của tất cả các vận động viên thể thao bất kỳ bộ môn nào, thì nó không phải là cái để mà là giảm nhẹ, nó cũng chỉ là một, giống như tâm lý yếu nó cũng giống như là đánh ngu thế thôi. Chúng ta không dùng, mình là một người không, mình có thể là nói ok do gam tâm lý yếu, nhưng đó không phải là một cái lý do giảm nhẹ, mà nó chỉ là một cái lý do đơn thuần. Tâm lý thì không nói, quá yếu. Cái thứ hai, đúng, các bạn nói đúng, kỹ năng đi đường mà các bạn phải thấy là gam kỹ năng đi đường ở tại VSET. Thực ra gam cũng không phải là áp đảo, gam cũng không phải là đội đi đường quá áp đảo, gam không phải là đội đi đường mạnh nhất ở tất cả các đường ở tại VSET. Theo những gì chúng ta thấy của VSET mùa hè này, gam không phải là đội đi đường mạnh nhất, đồng đều nhất, mà mạnh nhất ở tại VSET chúng ta thấy rõ. Nhưng mà gam cũng là mức trên, cũng là mức trên ở tại VSET, đi đường yếu xìu, gần như là đường dưới thua, đường giữa thua, banh sát tất cả các kèo. Có Kia thì là đợt này là đi đường ok, nhưng mà cái bảng này của Kia thì thật ra cái bảng này của Kia nha, nói này mất công bây giờ thôi, nhưng mà mình nghĩ là mình cũng phải đưa ra những nhận xét thật sự khách quan. Bảng này của Kia là những thằng top yếu. Tích cực thì chúng ta sẽ nói, tích cực mình cũng sẽ nói tất cả những gì tích cực thì bữa giờ mình cũng đã nói khi bình luận cũng như làm những video khác rồi, nhưng mà ngày hôm nay thì mình cũng muốn đưa ra tất cả mọi nhận xét của mình về cái hành trình này của Gam. Bảng này là một bảng top yếu. Thằng Wayward nó là một thằng mạnh tay beo, nhưng tại giải đấu này thằng Wayward đánh rất tệ. Thằng Wayward là một trong những thằng top đánh tệ nhất. Nó mạnh ở LBL nhưng chung kết thế giới nó đánh rất tệ, hiểu không? Ý mình là như vậy đó. Cho nên cái bảng này không, bảng này đường trên. Odome là một thằng chuyên, ok nó là vua đánh cánh yếu, nhưng mà nó không phải là một thằng top tier ở vị trí đường trên. King Gen đó, về cơ bản là như vậy. Cho nên là ok, Kia vẫn đánh tốt, nhưng mà cái điểm mạnh của Kia, thực ra Kia là người có cái tâm lý tốt nhất. Nếu mà không tính Levi của Gam thì Kia là người có tâm lý tốt nhất. Kia và Bia là hai thằng mà cảm giác là đánh giữ tay tốt ở tại giải đấu này, không bị áp lực như là Style với lại KT. KT thì vấn đề của nó rất là rõ ràng. KT vấn đề rất rõ ràng luôn. Bảy tướng meta mà nó lệch lệch khỏi mấy con Galio, Victor, đấu sĩ đường giữa, là các bạn thấy là hồi chiều mình vô mình trêu nó, nhưng mà thật ra nửa đùa nửa thật. Nếu mà nó muốn tiến xa thì nó muốn tiến xa hơn, nó hoàn thiện bản thân hơn, nó phải train thêm nhiều. Con Azir nó đánh không được, con Salad nó đánh không được, Lớp Lăng không nằm trong bộ tướng của nó. Ari là một con tướng mà nó cũng không thực sự sử dụng một cách tự tin nhiều quá. Nói chung là vấn đề thì nhiều. Thằng Style thì là rõ ràng là cống con mẹ nó. Hôm bữa nói rồi, nhiều vấn đề lắm. Đó thì thật ra cái vấn đề của Gam thì mình chỉ sợ thôi, mình chỉ sợ là không, nhưng mà thật ra hồi sáng nay mình có nghĩ về cái điều này. Khi mà mình nghĩ về tương lai của VSET tại các chung kết thế giới tới á, thì mình có nghĩ là mình có đặt ra câu hỏi, thì câu hỏi này mình đặt cách đây ra cũng phải một năm rồi. Nếu mà khi mà Levi, trong trường hợp Levi không còn giữ được phong độ thì Gam sẽ như thế nào? Cái này thì chắc là chỉ có tương lai mới trả lời được thôi. Nhưng mà mình sau đó mình mới chợt nhớ ra là hiện tại có những thằng, vẫn có những thằng đánh chuyên nghiệp cũng ngang thời với Levi, hoặc thậm chí là trước thời Levi, vẫn top tier. Cho nên là chắc là cũng chưa tới mức chuyện xuống tay hay không thì cũng phải từ từ xem. Như Faker đánh trước Levi nè, Odome đánh cũng trước Levi, nó vẫn giữ được ở đẳng cấp cao thì có thể là vẫn được 1-2 năm nữa. Nên mình nói cái câu này mình đang rất là đồng ý là một đội chỉ có thể mạnh nhất dựa trên cái đối thủ của nó thôi. Các bạn hiểu không? Cho nên là ý mình nói cách cụ thể là đội vô địch VSET chỉ có thể mạnh hơn nếu như cả một cái giải đấu nó mạnh hơn. Còn cái chuyện mà trend được với các đội quốc tế thì nó ok, trend nó vẫn có những cái tác dụng nhất định, nhưng nó sẽ không thể nào bằng cái chuyện thi đấu chính thức được. Thì nếu mà muốn mạnh hơn thì nguyên cái giải đấu nó phải đi lên. Thực ra cái mùa hè vừa rồi, cái mùa giải mà mình cảm thấy rất là tốt, tại vì cũng nhiều đội cảm giác là đi lên. Bây giờ tới đoạn mình bắt đầu chửi mấy thằng rớt được chưa nè. Nó có thể thua bằng thực lực mà, đúng không? Rõ ràng là tụi ngu đó, nó hoàn toàn nó có thể thua bằng thực lực. Và nếu như mà nó thua bằng thực lực thì nếu ai ghét nó cả, nó không cần phải nỗ lực. Độ ngu của nó hoàn toàn có thể đánh thua Reganet một cách rất đàng hoàng, đường đường chính chính, chứ không cần phải tự làm khó mình như vậy. Thực lực của nó lôi ra đánh Reganet 10 trận, mình bắt Reganet
cả 10 trận luôn, chắc chắn mình lời không lỗ. Mà cái trận tiebreak á, thực ra các bạn biết không, hậu quả đó, cái trận tiebreak thua nặng như vậy thực ra một phần cũng là hậu quả là thằng Trimby sau trận đánh với lại Gam bật Twitter lên, xong rồi không cần một thằng Việt Nam, mình thề với các bạn luôn, cũng không, rất ít người Việt Nam sử dụng Twitter và cũng rất ít người Việt Nam biết Twitter của thằng đó, để ai quan tâm. Cái đội không có identity, không có một đội, cái đội rất nhạt nhòa, đánh mãi mấy lần cũng hả vào top của LEC mấy lần nhưng vẫn không có fan, không ai quan tâm. Nhưng fan phương Tây chửi nó, chửi như con chó, thế là nó ra nó chửi lộn lại, lên bài, lên tút bố Witness là có lý do, bọn mặc lờ tụi bay, chờ hết ngày đi. Ok, bố mới ngồi chờ hết ngày, thua thêm 2 trận. Sau cái tút đó thua thêm 2 trận, đấm vô mồm thêm trận tiebreak, là tụi nó bị tâm lý. Nhìn mặt thằng nào mặt nấy cũng hả sụ xuống. Mình không cay tụi nó vì Gam đâu, mình thề với các bạn luôn, mình cay tụi nó với tư cách một người xem trung lập. Mình nói thật, nói láo làm con chó. Tại vì nè, các bạn có thể đi hỏi Mạnh Mèo đi, trước khi trận đó đánh, mình biết, mình dự đoán trước phần nào đó luôn. Trước khi trận đó, cái mình tự nhiên mình nhớ ra câu chuyện là trong trường hợp mà thằng Rock nó thua thì là Gam với lại Top đi bụi. Nhưng mình chỉ chú ý với thằng Top thôi, tại vì thực ra mình nói thẳng với các bạn là mình cũng không nghĩ rằng Gam có khả năng quá cao để thắng cái trận Renet, để mà đưa vào cái thế đánh tiebreak. Mà có đánh tiebreak mình cũng không có nhiều tự tin lắm sau những gì mà Gam đã đánh ở tại cái bảng đó rồi. Cho nên thực ra là mình không phải cay vì Gam đâu. Trong đầu mình, lúc đầu mình cũng đã có một cái kịch bản là thằng Rốt nó có thể hại thằng Top rồi. Và đối với mình thì thằng Rốt hại thằng Top thì bố mày cũng ảnh hưởng chén cơm. Còn vui nữa, bố mới được đọc comment chửi nhau còn vui trong trường hợp mà tụi bay làm như vậy. Nó thật chứ không phải là mình cay vì Gam đâu. Nói cái này anh em fan Gam cũng đừng buồn, mình không cay vì Gam. Tại vì Gam không đủ sức đi tiếp. Mình không cay vì Gam. Mình nói thẳng luôn, riêng cá nhân mình là tất cả những thằng nào kêu là ừ ông Lu do Gam bị thua, bị loại cho nên ông Lu cay, có cái bùi. Gam thua là Gam bị loại là do Gam đánh dở. Mình là người nói với các bạn, thằng yếu không có quyền được chọn cách chết. Cho nên mình không phải cay vì Gam, mà mình cay vì cái kiểu đánh rất là ngu độ của tụi nó. Mình nói trên stream đúng không? Mình là người khi mà bình luận, mình nói cái câu đó rồi. Câu đó thật ra không phải là mình nói, câu đó là hồi đó một thằng của Asus Fest, thằng nào đó không nói. Tại vì mình đang cảm thấy là, tại vì vô tình cái trận này nó có liên quan tới Gam, cho nên là có những thằng đầu bùi ra rách. Nó nghĩ là do cay Gam để mà khó chịu về cái trận đó. Không, không hề. Nếu như trận này không liên quan gì tới Gam, mình cũng vẫn cay y chang như vậy. Đúng câu đó, bây giờ mình biết câu đó của One Piece, nhưng mà có một thằng ở VZ nó dùng cái câu đó ở tại VZ. Cái câu đó là cách đây năm 2014-15 gì đó, một thằng nào của đợt đó là xuất phết hay sao á. Đó thì nó rơi vào tình huống tương tự như vậy. Nó rơi vào tình huống tương tự như vậy và nó biết là như vậy cho nên nó post cái câu đó lên. Thì là một thì cái câu đó nguồn gốc từ One Piece. Ok, cái đó ai cũng biết rồi, bây giờ nhiều người biết rồi. Thì đó, sau đó thì mình mới biết câu đó và mình rất là đồng ý với câu đó. Câu đó là một câu rất chính xác. Ngu thì chết. Y chang câu Levi á. Ngu thì chết. Anh em đừng lấy mấy câu đó vote vô Gam lúc này nha. Khốn lắm. Tính ra Gam cũng không có khóc vậy đâu, Gam đang vui lắm. Nhưng xài câu đó cũng được đâu. Thì mình tức là tại vì là nó đánh một cái trận không ra cái gì. Nó đánh không có sự nỗ lực. Các bạn hiểu không? Nó đánh không có sự nỗ lực. Thằng Com nó ngại. Nó ngại AD hàng đầu LEC. Các bạn coi lại cái pha trên Top đi. Vụ VZ với VTV. Đầu tiên mình cũng chia sẻ với các bạn là cái thông tin mà các bạn vừa đọc ở trên mạng á, là cái gì mà VZ về với lại 500 Pro với lại Mineski á. Mình cũng mới biết giống như các bạn, mình chưa nghe thông tin. Mình cũng thật sự mình nói các bạn là mình cũng mới đọc thông tin giống như các bạn luôn, mình không biết gì hết trơn. Thậm chí là có chỗ còn ghi là 90% bình luận viên VTV sẽ về, mình còn chưa biết. Nhưng mà cái này nè, có cái này nè để mình nói cho các bạn nghe. Mineski với 500 Pro nó làm cùng một chức năng mà anh em. Và nó không phải là vận hành giải. Theo như góc nhìn của mình thì Mineski và 500 Pro là bên phát sóng, kỹ thuật phát sóng, mà nó còn làm cùng chức năng nữa.
thì làm sao một giải đấu mà hai bộ phận kỹ thuật phát sóng được, hiểu không? Cho nên mình đọc cái tin đó mình cũng giải cái gì 500 rồi, thật ra chuyên môn chính là phát sóng chứ giải, và đặc biệt là làm giải liên minh thì Mineski thì mình cũng mới biết thôi. Mineski là một cái, thật ra Mineski là một cái tổ chức esports, nguồn gốc của nó như là bên Philippines thì phải, cái tên này thì các bạn anh em nào bên Dota thì anh em có thể biết, nó nghe nó rồi. Nhưng mà ở tại Việt Nam thì nó là một cái agency làm về mảng chủ yếu là về kỹ thuật phát sóng nhiều hơn. Mình biết 500 Pro thì có làm vận hành giải, nhưng mà mình vẫn nghĩ chuyên môn là về phần phát sóng nhiều hơn. Cho nên mình nghe thông tin đó mình cũng ủa, mình cũng bị giật mình, mình ủa sao này thông tin này nó cũng là lạ. Còn lại thì mình không nói gì thêm nữa nha. Mình chỉ confirm với các bạn là tin này mình cũng nghe y chang như các bạn, là mình cũng bị giật mình luôn. Tự nhiên đang ngồi là bình luận FIFA cái ủa gì đây? Đang ngồi đang chỗ làm FIFA. Bất nữa hả? Dạ này mày Riot đúng kiểu là tới số thiệt. Cái chùy đây không còn đâu. Đủ xuyên đam không? Đâu có đủ xuyên đam đâu, tại vì không kích luôn mà. Đủ đam để bay. Nhưng mà nó có nhìn thấy nó kích không? Có cooldown, nhìn ở dưới là có cooldown. Máu nó có lên một miếng. Để chờ một cái clip nào rõ ràng hơn nha. Chờ một clip rõ ràng hơn. Đặt vé máy bay hết rồi. Đánh lại bản này. Cái bản này là hai lỗi rồi đúng không? Cái bản này hôm bữa cũng là Gam đánh với Rốt nè, con Oriana cũng là cái bản này nè. Cái bản này là hai lỗi đó đều trong trận Gam hết, đánh với Gam là auto lỗi. Thằng Vandiril á là cái thằng chuyên bắt lỗi game liên minh á, thì nó xác nhận là có lỗi nha, tức là cái chùy nó có kích hoạt nhưng mà nó không có khóa, nó không có block miếng đam nào hết. Tại vì nếu như cái chùy nó có block đam thì lúc đó con Lucian nó vẫn sẽ phải còn khoảng chừng 600 máu. Thì cái thằng đó nó sau đi nó test xong nó kêu là chùy lỗi. Cái lỗi này về cơ bản thì góc nhìn rất là khách quan của mình là lỗi này nó khá nặng. Tất nhiên là lúc đó con set nó lao ra 600 máu, con set lao ra đấm. Nếu trong trường hợp đó nếu như là 600 máu bùm nổ đây nha, 600 máu chỗ này là nếu mà nó còn 600 máu nó có phải nó đứng nó bắn ráng được đúng không? Nó đứng lại nó bắn ráng được. Nó bắn ráng end được chứ đúng không? Nó bắn ráng được đó. Các bạn thấy không? Cái khúc cuối đó, căn nhà nhiêu đó máu của nhà chính là nó bắn ráng là bể nhà đó. Nè vậy nè. Ý là như thế này, khi mà lúc đó nó có cái chùy gai, nó kích giáp chùy gai, lúc đó máu nó còn khoảng chừng 600 mấy, nó không phải lùi ra, nó đứng lại nó bắn tiếp, bụp bụp nè đây còn, nó mới lướt đúng không, có cái nội tại, nó sẽ có cái nội tại bụp bụp vô đây, bể ra. Nhưng mà lỗi nặng, lúc đó nó vẫn đứng nó bắn rồi. Nhưng mà lỗi là lỗi nặng nha. Góc nhìn cá nhân của mình nha là lỗi này là lỗi nặng. Còn cái chuyện set nó có bế ra không thì nó bế ra vẫn không chết. Bế cái lượng đam đến từ con set nó vẫn chưa chết được. Thôi đây chờ đây coi Riot thông báo mình. Tại vì
Hôm ấy giờ cho làm lại bản này. Thề với các bạn luôn, bây giờ đánh lại cái bản này mình chắc chắn các bạn luôn, Gam không đứng chót bạn đâu. Thề luôn, đánh lại cái bản này mình sẽ chọn là Gam không đứng chót bạn, Gam sẽ đứng hạng 3. Nhưng mà ok, góc nhìn cá nhân của mình là cái lỗi này nặng á. Lỗi này nặng á. Thì đúng rồi, cái bản này nó có hai lỗi rồi còn gì, đúng không? Trận Gam trước, trận Gam lượt đi với Rock cũng là con Rena. Dù cho đó cái đó là lỗi hiển thị, nhưng mà nó vẫn là lỗi và nó cũng là cái lỗi nặng chứ, đúng không? Cái lỗi đó vẫn tính là lỗi nặng. Thì cái lỗi con Orena ở lượt đi á, là lỗi đó cũng nặng mà. Cái lỗi đó là lỗi hiển thị, cái quả cầu nó vẫn ở đó, nhưng mà nó sẽ không hiện cái hoạt cảnh là quả cầu xoáy ở chỗ cái quả cầu, mà nó sẽ hiện ở đầu con Orena. Thì nó sẽ làm khó cho những thằng mà ở chỗ đó, nó làm bị khó né hơn. Cái lỗi này vẫn tính một cái lỗi nặng chứ, nếu nó là sao xác định nó đúng là lỗi. Thì để coi confirm lại như nào. Tại vì cái video của tụi Trung Quốc là một rồi, thằng Van Der Riel nó cũng, bản thân nó khi mà nó test thì nó cũng đồng ý là lỗi rồi, cho nên là mình đâu chắc là đợi coi. Tính lỗi này nặng nhưng cô nhất thiết phải đánh lại, thua là do Gam hay hơn thôi. Thì nó cũng giống như cái lỗi của Rihanna đó. Cái lỗi Rihanna đó tại sao là từ ngay cả góc nhìn của fan Gam cũng không đánh lại, tại vì pha đó thì đằng nào KT nó cũng chết. Nhưng mà lỗi nó vẫn là lỗi. Và nếu như trong trường hợp đó mà bâu game lại thì là phải giải quyết á. Kiểu như vừa nổ đùng một cái mà thằng Jackie Love nó kịp la lên bâu game cái là nhiều khi là bâu lại. Vậy chứng Anivia đang cooldown Viego nhặt xác có chứng là đúng hay ca alu? Đang cooldown. Nội tại đang cooldown. Anh nghĩ nó vẫn đúng. Tại vì cái cơ bản là khi em cướp cái xác đó, nó không quan tâm đến cooldown của chiêu của em. Nó chỉ lấy những cái chiêu của em thôi. Nó vẫn đúng. Chứ nó không quan tâm là cái đó có đang cooldown hay không. Nó không quan tâm cái chiêu của em đang cooldown hay không. Ví dụ như vậy ha. Cái chiêu của em đang xài, em đánh con Lee Sin mà trước đó cái Q em đang cooldown gì đúng không? Nó cướp xác thì cái Q nó vẫn hồi lại được ngay thôi. Nó không, cái việc khi mà nó cướp lại tất cả cooldown reset mà. Không tính cooldown lúc đó. Nó chỉ lấy toàn bộ những cái đó qua thôi, không tính cooldown lúc đó. Cho nên việc mà con Viego lấy con Anivia lúc đó, trứng đang của Anivia đang cooldown, còn trứng của con Viego nghe nó hơi kỳ. Trứng của con Viego biến thành Anivia đó, nó không cooldown là bình thường. Cái đó đúng. Cái Viego Anivia tương tác như vậy là đúng. Không đánh lại được đâu. Tại vì giờ cái nói chung là cái lịch trình giải đấu Riot nó rất là khích. Thực sự luôn á, về mặt logistic, về mặt công tác tổ chức hậu cần của cái giải đấu chung kết thế giới, nó khích lắm. Đánh lại cái bảng này là thảm họa đó.